Chào mừng anh em đã đến với kênh sửa xe máy của mình. Video hôm nay thì mình làm video, mình chia sẻ đến anh em cái cách chỉnh thời gian trên cái xe AB2020 của Honda. Chỉnh thời gian cũng như là chỉnh giờ đấy anh em, chỉnh đồng hồ trên cái xe này. Thì bây giờ tôi sẽ mở khóa lên. Thì như anh em đã thấy rồi, hiện tại là chiếc xe này đang bị sai anh em nhé. Giờ đang bị sai. Hiện trên xe thì đang là 11:07. Nhưng mà thực tế thực tế thời gian bây giờ đang đầu giờ chiều, bây giờ là 1:56. Thì anh em nhìn thấy là cái thời gian này nó đã sai rồi. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách chỉnh. Khi mà anh em biết được cái cách chỉnh nó đơn giản, thì khi khách hàng người ta chẳng may thời gian người ta có bị sai, thì lúc đó người ta nhờ anh em chỉnh lại, thì anh em không bị bỡ ngỡ anh em nhé. Rất là đơn giản. Thì anh em sẽ thực hiện theo cái bước của mình. Thì đầu tiên anh em mở khóa nhé, bật chìa khóa lên này. Em bật chìa khóa lên. Thì anh em muốn chỉnh được thời gian, thì anh em sẽ giữ hai cái phím này. Anh đẩn xe vào một tí, để cho nó không bị lóa ánh sáng. Đẩn vào một tí, tên cong đi. Rồi ok, trống lên. Rồi. Và trong này nó không bị lóa anh em ạ. Đây, anh em muốn chỉnh được cái thời gian này thì anh em bật chìa khóa lên này và anh em làm như sau. Đầu tiên anh em nhìn thấy bên này có hai bên, một nút này, hai nút có hai cái chữ set. Thì đầu tiên thì tôi yêu cầu anh em muốn chỉnh được thời gian thì anh em giữ hai cái phím này cùng lúc, anh giữ đi. Và anh em để ý cái thời gian này khi nào nó nhấp nháy thì anh em thả tay ra. Rồi, ấn giữ. Hai nút cùng lúc. Rồi, nó nhấp nháy. Khi nó nhấp nháy rồi thì anh em chỉnh nó rất là đơn giản thôi. Đầu tiên anh em ấn cái nút bên phải này, bấm một cái. Thì lúc đó nó sẽ nháy cái giờ, nháy cái tiếng này anh em. Thì anh em bấm cái nút bên trái để anh em chỉnh. Bây giờ là 1 giờ. Thì anh em để cho tôi số 1. Sau anh em muốn chỉnh cái phút thì anh em lại ấn phím bên phải. Thì nó nhấp nháy cái phút. Thì anh em lại ấn cái phím bên trái để anh em chỉnh. Cụ thể bây giờ năm mấy rồi, nhìn đồng hồ. 58. Rồi anh em sẽ bấm về 58. Anh em cứ bấm lên đến 58 thì anh em dừng lại, thì 59 đi. Khi anh em bấm được 59 rồi thì anh em lại tiếp tục bấm cái phím bên phải. Xong. Như vậy là giờ của nó, thời gian của nó bây giờ là 1:59 anh em nhé. Và anh em tắt đi. Anh em bật lại xem sao. Ok, như vậy là cái thời gian này nó không có tính là 13, 14 giờ đâu anh em nhé. Nó tính từ 1 đến 12 thôi. Chứ nó không tính 24 giờ. Nên anh em cứ chỉnh như thế này là ok rồi. Đấy, một cách rất là đơn giản. Để anh em không bị bỡ ngỡ. Thì video hôm nay thì mình kết thúc cái video này ở đây. Anh em thấy hay thì bấm like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Lần sau mình ra những cái video hay hơn. Và kênh nhà mình thì chuyên hướng dẫn các kiến thức hệ thống phun xăng điện tử. Và đồng thời kinh doanh một số cái mặt hàng trên Zalo. Như máy độc nổi này, máy vệ sinh này. Rất nhiều các mặt hàng, đồng hồ đo áp suất bơm xăng, áp suất vùng đốt, đồng hồ vận năng, các cái khẩu lồng, gọi chung là đồ nghề sửa xe máy, đặc biệt là máy chuẩn đoán lỗi anh em nhé. Anh em cần thì vào Zalo hoặc gọi điện thoại anh em tham khảo mặt hàng. Mình xin kết thúc cái video này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại.